Bà đây. Có thấy đeo đâu. Đây rồi, đây đang trong game của em này. Hôm trước tôi đi tôi mua được cái mũ. Đẹp con nét tinh mãi. Ây da. Rồi. Có mạnh mở nhạc lên nghe đi mẹ. Nhạc đi. Cũng nhạc người ta mới xem video đi. Nè con kẹt. Dầu thứ lung tung quá. Map bớt đi. Hôm trước xuống tầng 80 mình lấy cái này. Hôm trước chơi cũng quay một đoạn nhưng mà bị lỗi ạ, đéo hiểu. Được có 2 ngày cũng chả làm đéo. Hôm nay con nét tính này đéo vào. Mạng miền núi. Đéo cho. Mày nó đéo thể cái chạy nhanh hơn một tí à? Hả? Mẹ, lúc người ta vào chơi game kia thì ông Đạo lại vào đây. Không có ông Đạo. Gọi đi. Gọi ông rồi đấy. Mà ông ấy đang làm đéo đi chả biết. Có khi đó khi đi mẹ đi bốt ạ. Tao ghét mày. Vào tới cây đi. Đi về sân nhà mình mới đi mấy ngày vườn. Vườn không nhà trống này. Không chống cái đi, tới cây đi. Ờ, rau tóc hiệp này. Tìm. Đi. Đéo hiểu sao lại nắm mũi thế, nhàm đống mũi. Ngồi không mặc quạt mũi đốt. Bán rau tóc hiệp nhá. Mũi đốt gần như cờ hó. Thịt ngon thì nó thế. Mẹ. Thu hoạch đi. Thu hoạch cây cối các kiểu đi. Tôi lấy tóc hiệp à. Thạch nho à, nếu hiểu. Lấy tiền đi, tôi còn xây nhà. Đấy, đống tiền đây. Táp cái này vào là có tiền. Sunflower seed. Đéo thì mấy ông cứ để cái tin nhắn Facebook loạn xạ nên loạn. Để đéo đâu. Inventory full, bán cái hoa tóc hiệp nhá. Đạo rồi, ông nào ra nhắn tin cho Đạo ấy. Không chạy đâu mất thằng biết. Cái trước mày làm là gì? Úi dù ôi, trong này một tấn trứng à, đéo hiểu. Mày ông ơi. Tại vì hết tiền rồi hả? Trong này có 2 tấn trứng này. Đéo hiểu, trứng nhiều quá không kịp làm luôn ạ. Làm mẹ đi. Hoa tặng hơ ly. Đéo chó. Đéo chó. Cái cây đấy. Ơ kia hamburger survival mình đâu nhỉ? Đủ. Hamburger survival làm đất mùa mày ăn được, đừng làm. Lần trước tôi mua ở thằng bán hàng bí ẩn mà. Đẹp, đừng có mua phí tiền, thằng nó bán đắt lắm. Tôi định xây nhà cơ. Xây nhà ừ, cây thì đơn giản thôi, xây nhà thì đi chặt cây đi, quan trọng cây xây nhà cần 300 gỗ à. Ôi. Mẹ tôi chặt từ lần trước rồi gì? Xây nhà tôi tự nhiên thấy ông Đạo ông xây trước thì tôi mẹ dỗi ao game này quên à. Xây nhà thì mất bao gỗ, ông nhìn lại đi xem bán mất bao gỗ. Gì thì đéo nào được ở đâu? Ra chỗ thằng bắn thằng con Robin này, con Robin ở cái bên trên bản đồ. Đéo được Robin đâu? Cái con xây chủ nhà không trên bản đồ. À lấy ơi. 500. À lấy ơi. Mấy ngày không đi mẹ ông hiểu. Hắn mẹ anh em của mình. Tới cây. Hơi lý tới cây, đéo hiểu cả nhà mỗi mình tới cây ạ. Em qua một nhân viên của Tô ra nó phát hiện anh nằm bất tỉnh. Một nội dung đấy đã được cử tới để đưa anh về nhà Hoàng. Chúng tôi rất mình kia đã ổn. Và chúng anh tôi... đã nhận hóa đơn 571. Hình như Harley chuẩn bị đi chơi ở đâu ấy. Mẹ mất mẹ 500 tiền. Ui, mất lắm thế. Ôi đẹp. Đứa. Đéo hiểu. Úi dồi, anh đã thu của em 634 vàng để giả viện phí, nếu đi làm đắt thế. Có người ngất trước cửa sạn xá, đéo hiểu, con chó nhá, thằng bác sĩ nhá. À, lấy ơi, xin lỗi nhá. À, đêm hội linh hồn kìa, 10 giờ tối kìa. Đây, cho hoa này. Cho chuẩn bị này. Chuẩn bị đến lễ hội linh hồn rồi. Ông Đạo đâu ấy nhỉ? Cho nữa, cho nữa.
Đấy, cho màu tóc tím này để nhuộm tóc này. Nữa. Tao hiểu ông đạo. Làm thêm máy sốt Mazenia đi. Ô, tôi phun sư tất cả cái ạ. Ông nào mang cái sốt Mazenia đi bán hộ tôi cái. Tôi phun mẹ nó cả slot đồ. Mang gì? Sốt Mazenia ở nhà một đống rồi. Đó. Sốt Mazenia ở dưới kia kìa. Để tôi cho trứng vào. Đây này, dưới này. Nhanh cho lên. Nhanh cho lên. Mẹ. Ui vãi. Đây còn 8 quả trứng nữa cho vào này. Ông cho vào cho thêm 8 quả nữa này. Ông nào xây cây ngu vãi cứt. Ông nào ai biết ông nào. Nhanh cho ông đạo. Ông đạo không vào đi. Mai có lễ hội. Mai bây giờ hai mai hôm nay ông nào ông ra xem lại lịch kêu nào. Ông nào ra xem lại lịch kêu nào. Mai có lễ hội hay hôm nay có lễ hội. Ông nào ra tắt hội nhạc lại. Tắt nhạc đi. Khổ lắm. Tới cây hết chưa? Tới hết rồi. Không kịp đi xử lý hốc tinh rồi này. Mẹ. Thôi. Chạy đi xử lý hốc tinh nữa. Hốc của nhà bà tinh nữa. Mẹ tắt mẹ nhạc đi cho an toàn. Không tí ăn mẹ bản quyền. Hốc tinh. Đéo ai xem đâu. Phải lo. Bị bản quyền ý, không phải có ai xem hay không. Đéo ai xem. Đây là đéo ai xem, đéo ai quan tâm luôn. Mai là có đêm hội linh hồn nhá. Mai là có lễ hội rồi, ông Đạo không vào đi. 165 tí ngay, đừng có. Em ơi. Đạo vào. Ôi trời ơi. Em mày em bảo à Abigail bảo mai em gặp anh ở lễ hội Halloween được chứ, hãy tìm em trên lễ hội quỷ ám. Mai em gặp anh ở lễ hội Halloween được chứ, hãy tìm em trong mê cung quỷ ám. Đi. Sao hai người cũng nói chết rồi. Nói với ai? Nói với ai? Sao hai đứa nó cũng nói giống nhau nó thế nào trong kia. Em đi em còn chưa gặp ai. Con kia thế là chết dở rồi. Vừa mới yêu nhau chưa được bao lâu đã để tình yêu phai mờ rồi. Chết rồi. Để tình yêu phai mờ. Muộn mẽ giờ để đập tình rồi này. Giác. Đấy, Penny đây, Penny ở chỗ này không à? Tèo. Penny này, ông có gặp Penny không? Giờ chỉ Abigail với Penny gì nhá. Tèo. Yeah. Bạn có biết băng ghét mực không? What? Nói gì giả hiểu. Tè. Đã rồi sao không thấy vào Discord nhỉ? ABA Holy Holy Holy. Wait for my return of the dog. Kìa có cỏ dính vào đầu gối anh liên quan đéo. Ôi trời ơi, đây đúng là thứ em thích quá. Đâu có tặng cái gì đâu. Sao cô ê, mấy ông thấy cái bia mộ ở trên góc nhà này không? Có cái chữ Grandpa ấy. Sao anh không nghỉ ngơi hết ngày hôm nay? Thôi nói chung ông đi chặt gỗ đi mà chuẩn bị mà xây nhà đi ông ạ. Ôi 500 gỗ mẹ rồi, đâu mà lo. Ngon. Cũng ngon đấy. 500 gỗ từ lần trước mà đang định xây gì mẹ, tự nhiên ông đã ông mua cho tôi dỗi. Mai là có đủ 10, mai phải được mười mấy nghìn tiền khi mà bán cái đống man cho nê ở nhà đi. Đâu? Mạnh Tuấn vừa tham gia. Cho ông ấy. Đi, cho ông ấy cái nho nhặt ở đường ông cũng bảo bán quạt tuyệt vời, đúng con mày cho gì cũng lấy á. Khổ. Người dễ sống, dễ tính. Buồn. Mẹ sắp đến mùa đông rồi. Hôm nay xem có kiếm được tí quặng vàng vùng này không? Cái tầng 80 đúng không? Cái tầng quái vật ạ. 80 đủ đi quái nó khỏe, vãi cả cứt này. Mẹ level combat mới cả mẹ đào của tôi, mẹ level. Đéo vừa đi. Vâng, được cái dưới nhiều quặng vàng vãi nái luôn. Thao hồ đấy quặng vàng. Ô, nó nhặt được cái nhẫn. Kiếm ngọc lục bảo cho tôi nhá. Nhẫn tù trưởng ạ.
Tiểu Ngọc Lục Bảo cho tôi. Nhẫn tù trưởng này, tăng phạm vi vật phẩm nhặt. Đéo hiểu mình nhặt được mấy nhẫn này rồi đấy. Quấy loài tăng phạm vi nhặt được đéo. Tao cũng lên đi. Quy vào xem nhà tôi chưa? Đéo xem, mẹ ta đi ăn trộm đồ nhà người khác. Đéo vui. Nhà đẹp cực. Vào và xem. Nhiều quặng vàng lắm ông ơi, tôi một đống vàng này. Tôi chuẩn bị nâng cấp đồ, đồ vàng mẹ lên ơi. Ờ, bây giờ ăn cắp tivi. Tivi nhà tôi, đừng có vấp vẩn. Và vẩn. Ôi mẹ lại sút mà dư nè này. Nhiều vẫn cứ. Nhiều mà, tôi làm, nó làm đến mười mấy cái, 16 cái mà. Mai sẽ là một ngày nhắn đẹp, rất thuận lợi cho đêm hội linh hồn. Sự kiện sẽ ra ở thị trấn American, tàu phản từ 22 giờ đến 23 giờ 50. Vãi đá, cái một thứ không mặc rồi, nó đánh mình gần chết luôn ạ. Đéo đánh tí cho lên level combat. Ui, đánh lâu chết. Con gì? Không đánh con gì đấy? Ý ơi. Xuống tầng 80 là còn có mấy con quái vật nó bắn xa rồi. Mẹ nó bắn trưởng. Ui, đồ, bắn trưởng. Ui, nó bắn trưởng. Chết mẹ đi. Đạo ôm. Bố đi. Chát chút nào trong game này, chát chút đéo nào nhỉ? Không biết. Đây rồi. Ra ở cái game mà chát không ấy. Đéo đi xuống đây lên đồng làm cái gì. Đéo cái gì cũng có đi tham ạ. Tối thế nhở? Mẹ bật tí lên cho sáng á. Đẹp cái lò sưởi đâu thôi, mẹ ông Nhập lại cầm ve vậy. Đồ cho đồ, em xuống em xin tí vàng, em thề em không gì cả, em chỉ xin tí vàng thôi. Ô, tôi bị kia sắc, nó chết mẹ tôi rồi. Ăn lấy tí sức. Mày quá, có quả mông xôi ăn luôn ạ. Để mà bán đi, ăn con kẹp. Để đồ mà bán, ăn cái ly na. Bất ngờ đấy. Mẹ mật, tự giác ạ. Này cho Huy ghế này. Ra đây cho ghế. Lấy ghế không? Lấy con kẹt. Mới có nhà cho ai. Tôi lên. Mẹ đáng lẽ cho này phải làm thêm cái khóa nhà. Đó cho ai vào. Ông Huy Anh đang ở đâu đấy? Đang ở nhà. Ok. Phải cái nhà không muốn nhiều ông vào muốn trộm. Mẹ trộm các con rồi, cho cái ghế rồi đấy. Cho con kẹt, cho cái ghế lấy tivi gì. Hồn cứ... Vào anh xem. Vào anh xem. Rồi chạy thôi, chạy về nhà thôi. Tè. Mười một giờ 30 rồi, mai là có lễ hội rồi. Để xem lại con kia. Ui con gì to to vậy, vãi cứt. Để xem nè. Từ từ vào nằm nữa. Nằm xem con của Lin Hurley thích cái gì. Đi mẹ lo sửa nhà ông mạnh đâu rồi, tối thế. Gì, đéo hiểu à, mấy ông cứ mang đồ nhà tôi đi đâu đây. Tôi mang đéo đâu. Có gì bán được bán đi mấy ông à. Bán mẹ hai lần đấy rồi. Đéo hiểu lấy đá xong rồi làm gì. Majone bán hết chưa? Rồi. Đéo lo. Tôi chăm lắm. Mỗi ông Hiệp toàn đi chơi. Thôi thôi đi về ngủ, đi về ngủ. Ngủ đi. Chắc bây giờ. Thôi về ngủ thôi. Ai đang nằm trong giường tôi này? Đã rồi. Đây. Ơ sao màn hình tối om đấy? À, chuyển ngày. Ủa, 8.000 tiền ạ, nếu mà một ngày kiếm 8.000 tiền. Ít vậy cứt. Riêng cái 18 cái shot này cho này 4.000 tiền này, phải cứt chưa? Nhà con Jenny ở đâu nhỉ? Ông chỉ tôi cái. Dẫn tôi đi cái. Cái gì? Nhà con nào? Con xây nhà ấy. Con Robin.
Nó ở góc trên đâu ấy, góc trên ấy. Cái chỗ gần góc chỗ khu mỏ ấy. Ông biết mẹ một hình chữ nhật nhưng còn bao nhiêu góc rồi? 4 góc. Ông bảo góc trên là tí dẫn đi, nhưng mà 10 giờ đêm mà có lễ hội rồi. Anh lên ông nào chưa sẵn sàng kia. Ông giờ sao à? Mấy cứt. Ông bị ngáo đá mẹ ơi, nếu hiểu ông bị làm sao đâu. Đâu dẫn tôi ra nhà con ấy mau. Góc bên trên. Góc bên trên biết góc nào mà lên. Cái này nó không có ping nhỉ? Góc bên nào, bên phải, bên tay trái. Cửa hàng mộc nhà dấu biết ở ngay cái khu mỏ nhìn sang. Cái nhà màu xanh. Bật bằng đố bên gì? Nhà màu xanh bé bé đấy à? Ừ, cái nhà màu xanh bé bé ngay bên cạnh cái khu mỏ nhìn sang cái có cái nhà màu xanh bé bé. Rồi. Đấy, nhà màu xanh. Hiểu. Ok. Quay Linh, hôm nay lễ hội đang chuẩn bị comeback letter. Cứ đi, hôm nay không đi được rồi, đâu. Như rèn rồi. Nhớ đi được. Thôi ở nhà làm đông thôi. Thôi làm lục các kiểu ấy, rồi chuẩn bị đồ mà đi lễ hội nè. Không biết lễ hội nó có phải làm cầm cái theo cái gì không nhở? À, cứ gì người không thôi. Không, câu cá tí. Lâu lâu không câu, lụi nghề. Ông Mạnh rảnh bảo đạo vào đít. Tôi đang làm ăn cho này đây. Nằm. Tưởng ông lúc em thấy ông vào mà, ông ao à? Ừ, ao rồi. Đéo hiểu ông bị ngáo đá à. Lấy cây ra. Đang bận. Tôi muốn đi xử lý hốc tinh quá mà không không đi xử lý được này. Không đi xử lý hốc tinh rồi cái này. Quặng vàng. Ông nó còn quặng vàng không? Cho tôi hai quặng vàng để tôi đủ 7 gái nào. Đâu ra. Ôi sao mẹ mấy ông xô nước xịn đấy. Ô, sao không mở được hai cái giường trên này, cứ mở cái giường dưới này thôi. Đùa bố à. Ở đây, ô đúng hai quặng vàng luôn ạ. Chuẩn vậy. Ôi địt mẹ, nghe tiếng thật vậy. Tôi đông một đống vàng này để dùng dần. Làm nhẫn đi. Nhẫn còn lâu, nhẫn là ông về xong đi kiếm mấy cái quặng ấy cơ, cái quặng đéo gì cơ. Khó tìm lắm, phải xuống tầng chắc phải tầm 8 mấy 90. Mùa thu thì đéo là tầm câu cá chép này. Mẹ ơi. Đạo đâu rồi? Không ra ngoài đâu đạo rồi. Nhắn tin cho ông ấy đi, tôi ăn giáp đằng nhằng lắm. Tôi đang bận. Bận kẹt. Ông đang ngồi nét ông ram nhiều 16 gram ăn tao. Vào rồi đấy. Vào rồi đấy. Tới cái cây bên này ông trên này chưa tới à. Đang bận không biết ông bận à. Chà bận đéo cả nó thấy ông đứng rảnh rỗi vãi đái. Mỗi ông việc đứng rảnh rỗi. Tôi kiệt cả sức luôn rồi, energy hết nhẵn rồi này. Mẹ, thiếu hiểu à. Ăn cà rốt này mà hồi sức vậy. À, tưới cây kia có sức, đéo hiểu cả một cái vườn to đùng mỗi mình tưới. Vậy là đạo bạch loan ngoài. Đạo bạch rồi. Lễ hội hôm nay đang được chuẩn bị, hãy quay lại sau mẹ. Hôm nay đéo đi đâu nữa. Nói rồi. Nhanh lên. Có lên đéo gì? Cái gì? Lên đâu? Hôm nay lễ hội đang làm, đang bọn nó đang làm lễ hội ngoài đây, mình đéo đi ra ngoài được. Bây giờ ra ngoài, à bây giờ làm mấy đi, làm vượng viết các thứ đi. Tôi khi tôi phải làm thêm cái lò nữa này. Ba cái lò phải hơi ít. Mẹ nghe tiếng thật là bất xích. 25 đá, 20 quả đồng, mình easy nghe, game mình nghe không? Có 500 đá này. 35 quả đồng này. Thích bao nhiêu có bấy nhiêu luôn. Còn mấy vật. Ui. Hai hôm nay mang cái bán đi cầm tới đưa tôi làm cái gì? Ui kim cương, ui vãi. Cái gì? Câu của kim cương á? Ừ. Đẹp. À đâu? Câu được cả nhẫn rồi kim cương. Điều tòa, nghe điều lắm. Mày nhìn, đi lên Discord mà xem. Mẹ lên Discord mà xem.
Điêu, đéo tin đâu, điêu. Đéo tin, lên Discord để xem. À. Đồ điêu. Mày mới... Lên mà xem. Đẹp. Kim cương với cả nhẫn á. Ngon rồi. Thánh ông ấy điêu ấy. Kẻ mù khờ à, điêu lắm. Ông ấy điêu ấy. Bây lên giờ xem. Ông ta là kẻ ông bao hiệp đâu. Ngon vãi cứt đéo hiểu. Ông chào ơi. Dạ. Một toàn con đầu đang đi qua thung lũng Stardew vậy. Ơ, à, ông nào muốn mua ấy thì chuẩn bị mua đi nhá. Con tàu đi qua này, thằng thương nhân xuất hiện đấy. Thằng thương nhân bí ẩn xuất hiện đấy. Đâu, đâu, đâu. Góc dưới nhưng mà hình như bây giờ mình đang không ra ngoài được. Đi vậy. Không biết con tàu thương nhân đi qua. Vừa nó hiện thông báo đấy. À, đi xuống dưới được, đi xuống dưới được ông ơi. Ông nào mua đồ thì ra mua đây. Thằng thương nhân bí ẩn xuất hiện này, con tàu đi qua. Đạo ơi, đạo. Đi mua công thức làm đám cưới đi. Tôi có rồi. Công thức cơ mà. Tôi có rồi, mua từ lần trước rồi. Mẹ rồi cái. Thế đi ơi, xem nó bán cái gì không? Đạo ơi. Đâu nhở? Thằng ấy nó ở góc nào nhở? Đâu nhở? Nhớ. Mà câu được nhận cưới à? Ngon vậy, cứt đéo mình mua. Đéo mà làm. Hớ 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 hớ. Câu được nhận cưới á, nghe điêu ấy. Đi xem mẹ. Đâu ông chủ ảnh xin đi này. Đi rồi. Đâu ông chỉ được cái nhẫn này mà có phải nhẫn cưới, chắc chắn không phải nhẫn cưới. Đéo chuyện đấy. Nó ghi là small grow ring. Small grow ring đéo hết. Đây thằng bắn mũ rồi. Đây à? Ở đây đéo cầm nhẫn ạ. Không cầm đâu, ông để trong hòm thì được. Ui nhẫn này để mặc luôn ạ. Nó. Không nhẫn này nhẫn đeo thôi, không phải nhẫn ấy. Nhận đèo luôn, kệ. Sao tặng nó vẫn được. Nhưng mà có kim cương rồi, đéo lâu. Không, nhẫn cưới thì không làm bằng kim cương đâu mà. Nhẫn cưới làm bằng cái khác, không phải kim cương. Đường ơi. Đéo thấy thằng thương nhân đâu cả. Hay là nó chưa đến, chắc ở mai à. Không, ở cái chỗ thằng thương nhân đứng ở gần cái chỗ. Thủy. À mang cho cô Linh quả bí ngô ấy, mình có bí ngô rồi mà. Cầm ra đi. Đi đéo được. Đâu mấy ông đâu đây? Đéo thấy đâu cả. Nó đéo đến rồi, lừa đảo. Đang câu cá. Thôi về. Đáng câu cá rồi. Ông mạnh ông Tuấn ông đảo lại đi thế kia. Chuẩn bị đi lễ hội rồi. Sao ông đảo lại áo thế kia. Béo hiểu. Gọi điện thử. Ok. Bà này nói đó. Ôi hơi linh ấy. Đã đến lên hội linh hồn. Ui vãi cứt. Con này bỏ. Ô cái đéo rồi này. Ô. Bọn này nó nuôi cả xương khô à. Vãi đái à. Bọn này man đợ vậy. Hơi vãi. Man dợ vãi đái ạ. Bây giờ quên nó vãi cứt. Đi đánh quanh ở nhà thôi chẳng có gì cả nên là. À đây nó Abigail như bảo gặp mình ở trong này này. Trong mê cung. Ok tôi chạy về đến nơi rồi. Ông chạy ra. Ô cái đéo rồi đấy. Bí ngô một mắt. Mê cung cái đéo mất đường. Ông đi chỗ khác đi. Đây là đường của tôi, Abigail của tôi. Ông đừng có chen vào đây, đi ra. Ông Hiệp nhớ. Đi ra. Ấy ôi, tôi vào trước rồi, hợp cọc cọc cọc. Hello Abigail. Em không đi tiếp được lũ nhện. À con này sợ nhện à. Đẹp. Mê cung này, vãi cứt. Đéo vào đường mát. Ra nhện này. Đập cho mẹo á. Đéo đợt đợt vũ khí ở trong này ạ. Nhảm vãi. Đéo rút được vũ khí chém mấy con ma tay. Đi hết cái mấy cung rồi nó có cái đéo này. Đi đứng một mình ở đây làm gì ấy. Bỏ nó làm công phu nhờ. Để lễ hội Halloween mà nó còn làm cả mấy cung. À mất cả ngày đéo cho mình ra khỏi nhà. Cứ lăn quanh nhà đéo làm cái đéo. Thì lại sao mai mất cả một ngày dọn thôi đéo làm gì được. Ồ. Hóa ra nó hẹn con nó hẹn mình ngồi đây nói mỗi câu đấy à. Đéo. Một bắp phải đây. Đâu đâu đâu. Ờ thơ mộng phết nhỉ.
I can go on spider. Ui sợ nhẹ à. Ôi bạn Dũng CT thôi. Đây chắc con Dũng CT đây. Rồi em Benny vậy. Benny đứng đấy từ nãy rồi. Đến chỗ này toàn xương sẩu thì kinh phết. Là đạo ông đang úp mặt em nào kìa. Ôi cái em nào đang chỗ úp mặt mỗi thứ. What the fuck. Ông đạo đang úp mặt vào ông này ạ. À. Đếm hiểu. Bắt đầu buổi lễ nào xem có gì không. Thì từ từ đi tham quan quanh quanh đi, xem là có việc gì, có shop này, xem là nó có bán cái gì ngon lành không. Tôi vừa mua công thức bí ngô rồi, công thức làm kia Jack O'Lantern rồi. Đây, giờ hơi ai. Có bù, về làm cái đấy hơi bị sáng. Có cái bù nhìn hiếm này, có thể bán mua mất 5.000 này, mua không? Mua đi. Mua về cắm ở nhà cho đẹp thôi, nó chẳng tiền giờ mình đầy mà, lo đeo gì. Bù nhìn hiếm nhá, nhưng mà tiền này để mai ông, thôi gọi kiếm lại nhanh không mà. Kiếm nhanh không mà. Mua cái bù nhìn này về cắm ở nhà trong cho chất. Để tôi mua cái nữa. Đi thôi, một cái thôi, cái này không cắm vào nhà đâu. Ông mua cái trang trí ở nhà thì mua cái tượng đá đấy. Cái này cắm ở ngoài được. Sân mà. Đó, sao bắt đầu buổi lễ đi. Xem là không muốn nói chuyện em nào thì nói đi. Đây là con Robin này. Nói xong hết rồi, nói xong rồi. Bắt đầu buổi lễ nhá. Ừ, bắt đầu đi. Bắt đầu này. Khá là mang quái, tao biết rồi. Không phải nhá. Và Pam. Ờ, đéo đéo cho bắt đầu, nó nói cái đéo vậy. Thực ra nói chuyện con Sương em nó. Nếu hiểu con Sương hay đưa ra đây tao nói chuyện cái. Nói chuyện đi đéo được con Sương. Đấy, nó thấy hiện là có thể nói chuyện nó này. Đúng rồi. Nhưng mà đéo tới tầm. Nó đéo đi ra sát ở ngoài này để mình nói chuyện ạ. Treo vào đấy. Con Sương nó làm kiểu gì nhở? Cải trang hay là nó làm nhở? Cải trang đi đéo được gầy kia. Bọn này chế được có khung xương di động cơ. Căng nhỉ. Mẹ, để có khi đéo phải xương thế. Đéo phải khung xương di động nữa. Đây là khung xương thật. Đây là ma ám mẹ rồi. Đi ghê lắm. Early đứng một mình ở đây, mình đứng cùng. Đâu, đéo làm đéo nói chuyện với ông kiểng làng nữa rồi. Bây giờ làm nào? Đi về à? Đang ngon ngắm à? Tôi đi về đi. Mẹ. Đéo hiểu nữa. Ờ, thế là đi về xuông đấy rồi à? Ừ. Để chiếc lễ hội như Ren này, thôi đi về. Ồ vậy. Lễ hội như cực. Giảm sốt mà giờ nè. Ui thì mẹ sắp tiền có 3.700 kia. Chú mua lung tung nhiều quá. Thôi tí về làm bí ngô. Đồ quặng kết ông để trong hòm đấy. Cái này có quặng không? Đúng rồi, đốt đúng quặng vàng ông nào hiệp cầm vứt đâu hết chẳng biết. Tới cây tới kết đủ chưa đấy, bán mặt cho đây chưa đấy. Hết mẹ ấu đi con mẹ. À. Thôi đi ngủ đây. Gì vậy? Bán mặt cho đây rồi đi ngủ đi. Chém nhau tí á, tôi lên điểm con bác á. Chém bọn dưới này của bác mà xuống xích tên của bác xuống hang mà chém. Tôi phải nó nằm đây, tôi còn lên thể lực, tôi đuối thể lực, còn mai tôi còn đi xuống hang. Mai đi xuống hang với tôi. Thôi, tôi mẹ. Mẹ ông nào vứt mẹ thì nó sửa cho tôi vách. Chết mẹ, sao đạo sĩ đeo trong đi. Ông đào ơi, vào ngủ đi, 2 giờ rồi xong. Ông nào chưa ngủ đấy. Rồi may quá, mày vẫn cứ. Thì mà may cái gì, mất tiền rồi, may cái gì. Dạ. Không sao, kiếm lại nhanh không mà, 4.000 một ngày. Nhanh, bỏ mẹ đi, nó nhiều vậy là. Mỗi ngày giờ kiếm được 4.000 nữa. Đây, hôm nay được tặng quà rồi nhỉ, thứ 7 tặng quà đúng không hay chủ nhật? Hôm nay... Chủ nhật. Chủ nhật, chủ nhật. Đi. Con đi mẹ. Tặng quà mai tặng sao đâu. Lại là chủ nhật tặng rồi, chủ nhật tặng. Hôm nay chủ nhật tao. Chủ nhật mà hôm nay chủ nhật mà ông ngáo. Ông nào bọn vậy? Đâu vào thứ bảy đâu đâu. 10 sao rồi, 10 à tôi 10 sao rồi, tôi cũng chẳng quan trọng quá khác lắm. Ờ để xem tôi mẹ 11 sao nhá. Để 11 sao rồi. Để chạ xem lại con kia thích gì ạ. À, hốc tinh băng rồi. Con này đéo thích kim cương ạ. Mẹ kim cương đéo thích ạ. Nhớ gì ạ?
đéo đấy, con nào không thích kim cương. Con đấy, cô có nho bên đường. Cho tôi kim cương. Đéo. Biến đi. Sunflower. Xít. Em vừa rồi tôi sắp hết đồ tặng rồi. Ông làm hầm survival hamburger đi. Sao nhìn chắc không? Chết mẹ, quên mất đéo đủ tiền ạ. Bộ gì chắc không? Đéo đủ tiền xây nhà. 2000 mai đủ. Đi đâu? Nay 28 mai là mùa đông mẹ rồi. Đẹp. Mà cho nê không lấy mà bán thì lấy đâu ra tiền. Sắp mùa đông rồi, sắp mùa đông rồi. À, sắp đến ở đâu? Tư tưởng. Sắp mùa đông rồi mà nhà ông hiện ông Huy Anh vẫn chưa có quá khổ. Ồ. Mẹ đáng lẽ game này phải làm cái khóa nhà. Khẹt. Chứ để người khác vào. Lấy đồ, lấy tivi. Đập mẹ này, cái đồ đèn đéo. Cái ông nào đứng lại hỏng á. Hỏng cái gì? Hỏng tặng quà. Mỗi mình tôi giờ là rừng rưng. Chín rau thôi, chín rau thôi, chín rau thôi. Ngạp đã nấu thành cơm rồi nè. Không quan trọng nữa. Làm sao để lên được 8 tim đây? Cứ từ từ là nó sẽ lên. Tại sao lẻ 7 tim? Lên 8 tim đi. 8 tim được. Cho em cái đấy, cho em cái đấy, cho em ghi xanh xanh ấy. Đó rồi. Mang cái gì để tặng bây giờ nhỉ? Giờ mình chẳng cần mang cái gì quý đâu, mình mang cái cục phù vậy. Đi, hóa ra sự kiện này à. Tơ hôm nay đéo thèm cái cây luôn, đi luôn. Mai mùa đông mẹ này. Ơ, có sự kiện với hai đây này. Ừ, có sự kiện gì tôi biết được. Sự kiện ông thì ông cứ làm thôi. Theo. Ai biết Abiga ở đâu không? Mà sao đéo cho mình được công tác? Ai đến Abiga ở đâu không? Không, đang ở nhà tôi. Bái của ông nhận được thành chị bẻ cành hay thành chị béo không biết. À, bẻ cành. Bẻ cành người vô đạo chứ còn ai. À, chắc là nó tên là người yêu đạo hay là gọi là bẻo cành. Thôi ôi, dìu thép rồi, có dìu thép rồi, chất lừ rồi. Xử lý hốc tinh cái. Bịch, bị cả bạc tham. Ô, một cái đồ mới. Mang bị bảo tàng. Ngọc thạch ai. Ấn nút gì để qua thế. Ấn nút T. Nâng cấp công cụ dìu vàng này. Quốc đồng này. Ôi giời, bây giờ tôi mà mua nâng cấp cái quốc thép này thì hết tiền cho ông Huy Anh xây nhà. Nên không nhỉ? Biết thế, đéo nâng cấp cái gì sớm. Đông đêm rồi, đông đêm rồi. Nâng cấp cái gì nhá, tôi không biết đâu, bây giờ tôi nâng cấp đồ ở đây. Ông có nhà thì cậy ông thôi. Đừng nâng cấp. Lại hiến đồ cho viện bảo tàng ạ, à. Cái viện bảo tàng này không biết mình hiến bao nhiêu thứ rồi. À, biết gái. À. Sao đâu đi chưa? Đi. À. Mẹ Abigail nó ở trong phòng mẹ nó mình béo quá. Téo. Đây cái đống đồ mình đã hiến cho viện bảo tàng này. Đúng rồi, huyện bảo tàng một tay mình xây dựng luôn. Kéo hiểu tóc tim, kéo hiểu tóc tim, yêu thằng và kéo hiểu Abigail. Ông hai bước này. Anh có tóc tím mà không yêu yêu thần và đâu ai cái gái đâu. Đéo gì.
con lia tránh ra mày chặn đường tao, tao bổ Gomiter. Abigail đâu? Không vừa nhìn Abigail mà không chỉ tôi nhá. Ai rồi? À, đang tính dụng lại tóc. À, nên trả lời nào nhỉ? Nó đi béng rồi. À, anh thích tóc em như nó vẫn thế. Sao thích nó đi rồi? Đẹp, anh đã thích anh nói thế rồi là sao đi? Là sao? Là vui hay là không vui? Lần trước ông nói đi rồi. Sao nào? Vẫn 10 sao như thường à? Không sao. Này sao anh biết em đang đói ạ? À? Nếu hiểu đói ăn đi. Đớp đi. Nấm gia đình nấm run à, nấm nấm vàng, nấm rơm vàng. Mày ăn 6 8 hiu một phát ạ. Phải thích. Thì nó đang hỏi mình có thích à, nó đang hỏi mình nhuộm trong gì, mình đéo biết trả lời nào thật. Chẳng lẽ bỏ nó bỏ nhuộm vàng mẹ đi. Mai nó nhuộm vàng thật. Sôn Goku mẹ nhuộm sợ. Thực ra đúng là mình nên chọn bỏ nhuộm một cái màu gì đấy, bởi vì con Abigail này nó kiểu cái tính bảo bảo xong nó lại bảo anh không thích màu tóc của em mà chắc anh không thích em đủ kiểu con này nó kiểu tính nó hơi kiểu đen như tắm sao tắm đi mà được tắm chung với nó đen vậy cứt tắm được vào hồ bơi tắm chung vậy cứt nghe kinh vãi tắm chung tướng cực. Thôi tôi đi nâng cấp vũ khí đây, kệ ông đạo học kệ ông huyền. Ok, không ai tưới cây ạ, vãi cả cứt. Mai cây héo mày à, hết rồi, tưới làm gì? Có vài cây nó không héo đâu. Thế thôi, phải rảnh thì tưới, không rảnh thì thôi. Giờ tôi... là đại gia rồi. Tưới đi. Đông đã đến rồi. Đi tưới đi. Mẹ, con đồ không tưới lắm rồi. Đông đã đến. Một đồng tiếng Anh, what the fuck. Trời ơi, nhiều cây mới trồng chưa được bao lâu. Thôi lâu lên thôi nhỉ. Không tính này thôi. Này à, hiến sức thì cho cái này này. Cái đấy uống được có mấy sức nên lấy làm gì. Biến đi. Không phải cái đấy, cái này. Thôi tôi có đồ ăn rồi mà, tôi đầy đồ ăn. Lấy đi, cái này sao vàng đấy, tặng phát 6 mấy ạ. Đâu, u đi, mang bán. Đẹp thế. Chứ tôi đầy đồ ăn, thức thì phải ăn đồ xí. Ôi, quốc mẹ, cái hoàng dương đi rồi đi. Mà chắc là mai nó cũng hỏng rồi, cái hoàng dương này chỉ trồng được mùa xuân, à mùa hè thôi mà. Mùa hè mùa thu rồi. Mai cho nên mới không bán hết rồi gì? Bán hết chưa đấy? Rồi. Nhặt được, ăn hết rồi. Lửa này. Cái gì cơ? Hắc tinh lửa. Hốc tinh lửa gì? Hốc tinh lửa mang ra chỗ thở thèm đập ra. Nghe mấy cái, nghe mấy cái này kinh quá. Không đùa với mày. Tao nó đã thu mất thu hoạch ít ngô à. May quá, trước khi nó héo. Mẹ nghe mấy tiếng mấy cái kinh này, mấy cái này kinh quá, đập mẹ đi. Thì u u ơi, nó đéo có gì, ông ngáo ơi điên à. Đang làm sắc. Ôn vãi cứt. Ôn cứt. Đập lại. Thải canh tím này. Một cục sắt ở đâu? Thiếu cục sắt của tôi rồi. Tôi đeo ở đây đây. Cục sắt mà, đây là cục thạch anh. Để thạch anh tinh luyện sắt cơ mà. Cho trong hộp bạc này. Đéo hiểu mẹ tế tái chế rác thì mẹ được thạch anh tinh luyện đéo hiểu. Ai ho đấy? Là toàn rác, trâu toàn rác, đéo cá mất mùa à. Đây cá về mẹ Phương Đông chính dép rồi. Ui đi mẹ toàn rác. Ông cùi bắp nó quá thế. Câu trình độ nó gà. Ui đi mẹ, câu nhanh thật nhưng mà mẹ toàn rác ạ. Tam Minh với cả phí sinh thử cầm cái rìu mình chặt cây rồi xem mà có nhiều vậy không. Đấy mãi câu cá. Vừa đọc nhưng mẹ level 6 phi sinh cái mà cá ngay.
điều sắt mà tôi cảm thấy nó cũng không nhanh hơn thằng mấy không ạ? Đúng rồi, đừng làm nữa. Mẹ phí tiền ạ, đúng rồi. Hút tim toàn năng này. Đi, tiếng đập dấu kinh vậy chứ. Có mà lờ smile. Slam nhưng mà smile cứ nhầm. Mặt lòn rơi. Mẹ toàn gỗ ở gỗ mình đầy mẹ. Cánh rơi đấy mất có thể làm gì nhỉ? Ăn. Mẹ cả ngày câu được cá. Ăn cánh rơi làm gì? Nhéo à? Cánh nhau quá mày không để trong này à, đéo hiểu à. Cái gì? Bán mẹ đi. Ôi nhặt được cái làm dẫn này. Cái gì? Nhặt được á. Cái Ethereum cái đều gì? Cái mình đi làm đéo à, đang trồng cây, trồng hai cây đi. Ừ, cái đấy để mà đây làm dẫn. Sau này cần đấy. Thôi, về đi ngủ. Mai ông Huy Anh đi còn mua đi. Chắc là có cái gì bán được trong hòm này bán mẹ hết đi. Mai tôi còn lấy tiền tôi đi ấy rồi. Đéo gì lắm trong ron coca thế này. Bán coca đi, tích kiểu tính đại mà. San hô rồi, mày không có để làm gì không? Bán mẹ đi cho đỡ chật hòm. Ăn. Ăn cất san hô. Ê, có dương muối này. Đấy, bán dương muối không? San hô ấy, dương muối bán đi. Ô, cái lồng bắt cua thì mẹ cho vào. Bán này xem được bao nhiêu tiền. Ăn lên rồi hết máu rồi. Chạy đi, nhanh lên đừng để chết, mất nhiều tiền lắm. Mà còn bị chư tăng. Đừng để chết. Nhanh lên. Nếu mà ấy không được thì ao vào lại. Nếu cảm thấy không chạy được, ao vào lại luôn. Ao vào cái đồ vơ vẩn. Có hot mới làm được. Không, tôi hot là tôi không được ao vào lại. Còn các ông không hot là các ông cứ ao vào lại thoải mái. Ao vào lại không phải về nhà thôi, chả bị làm sao cả. Ao mẹ đi với nhau là. Chạy được không? Đéo hiểu mấy ông vào mấy ông nhà tôi lấy hết đồ, đéo hiểu. Con lấy hết đồ nhà tôi. Nhanh lên kia sắp ăn. Bọn người kia. Toán con cắp đồ nhà mình nữa. Nạn thật. Ê, bây giờ có ba lô xịn hơn chưa nhỉ? Mấy công 1 giờ. Toán lấy đồ chắc nhà tôi. Rồi mẹ đi chậm cái này. Áo đi. Áo vào lại được. Đừng để mất tiền, tôi đang cố. Bè gần với nhà rồi. Cố. Ở đây. À. Ôi thôi thôi, ao. Chị mẹ con tó teleport đây à? Thôi tôi ngủ đây kệ không. Chơi Sogonai đi, bao giờ tải Sogonai mới chơi. Ông Đạo ơi, ngủ Đạo ơi. Ôi xong, đi rồi. Ông Đạo lại đéo ngủ kịp và đéo nào cũng thế. Đâu, không bị mất, không sao. Vẫn bị mất. Ông Đạo có 2 trên 3 không nhỉ nè. Lúc sau 3 trên 3 rồi. 3 trên 3 rồi. 3 trên 3 lúc đó là quá muộn rồi nó hiện lên thế đấy. Xem tôi bán mấy đồ vớ vẩn được bao nhiêu nè. Nhiều ưu luyện. Cái phiêu bơ ấy mẹ 1.000 một cái. Slam mẹ 5 đồng một cái cũng được. Xem mà. Xem vào lại. Mày ông, nhanh lên. Coca, ui Coca 13 lon bán được 325 này cũng được phết. Thôi vào đi, tôi không vào được. Vào đi, khổ quá.